Em thấy cái slide chưa? Dạ thấy Đầu tiên chúng ta đi với bài kỹ năng phân tích phim ít quang tim mạch ha. Thì cái bài này ấy, thì mình sẽ thi như thế nào? Thứ nhất đó là mình thi là mình thi giống như mình thi kỹ năng ấy, thì có thể là mình thi dựa vào trắc nghiệm và có cả trắc nghiệm. Ví dụ như mình chọn đáp án ABCD, ví dụ như chỉ cái chi tiết đó là cái gì thì tụi em chọn. Rồi ví dụ như là mình điền, ví dụ như là cho cái hình ghi đánh số 1, 2, 3, 4, 5, 6 á. Ví dụ như số 5 á, nó là cái chi tiết gì thì tụi em chọn. Rồi ngoài ra thì có một cái câu, một hai câu thôi, để chúng ta đọc cái sang thương, đọc sang thương trên phim hình phim ít quang nó sang thương gì. Em đợi tí nha. Rồi, mục tiêu bài hôm nay của chúng ta, thứ nhất là mình biết được cách tiếp cận một phim X quang ngực quy ước. Thứ hai là mình xác định được một hình ảnh X quang bình thường của tim và tuần hoàn phổi. Và thứ ba là mình xác định bất thường trong một số bệnh lý tim cơ bản. Rồi, thì ba cái phần này đều có thi hết. Nếu biết cách tiếp cận một phim X quang ngực quy ước là mình biết là cái kỹ thuật, cái tư thế có đúng hay không. Thứ hai là mình xác định được cái hình ảnh X quang bình thường của tim và tuần hoàn phổi, thì có nghĩa là mình nói ra cái chi tiết đó là chi tiết gì, nó có phải là chi tiết bình thường hay không. Và thứ ba là mình đọc một cái bất thường thường gặp ở trong bệnh lý tim mạch. Đối với cái vấn đề tim mạch thì chúng ta có nhiều cái phương pháp thăm dò hình ảnh tim mạch, ví dụ như là X quang quy ước này, siêu âm tim, chụp các lớp đai dãy CT cộng hưởng từ hoặc là y học hạt nhân. Thì tụi em nhìn này ha, thì đối với những cái thăm dò hình ảnh học thì hàng đầu nó vẫn là X quang quy ước. Nó vẫn là X quang quy ước bởi vì thứ nhất đó là nó là một cái không xâm lấn, nó rất là rẻ, và thứ hai là nó dễ thực hiện, nên là hầu hết X quang ngực hay là X quang tim thì nó giống y như là nó một cái cận lâm sàng thường quy khi mà bệnh nhân vô bệnh viện. Tức là khi mà bệnh nhân vô nhập viện á, thì mình sẽ có một cái bệnh viên nhân nhập viện mà trên 40 tuổi á, thì thường bệnh nhân sẽ được làm những cái xét nghiệm thường quy, thì trong đó X quang á, là một cái không thể thiếu bởi vì nó rẻ và dễ thực hiện, và quan trọng là nó không xâm lấn. Thì đầu tiên các em phải biết cái tư thế chụp X quang ngực. Thứ nhất là đối với phim ngực thẳng á, thì nó có hai chữ là BA2B, nghĩa là chụp sâu trước hay là chụp trước sau. Chữ B phở là posterior ha, chữ A là anterior. Thứ hai là phim nghiêng, nghiêng là nghiêng trái hay là nghiêng phải. Thứ ba là tư thế phim nó là chụp trước là bên phải hay bên trái. Thì đối với cái nội dung bài này với là hiện giờ trên lâm sàng thì hầu hết chúng ta chỉ làm cái số 1 thôi,
đó là chụp phim X quang ngực thẳng, mình biết được các bệnh nhân này là tư thế PA hay là AP. Rồi đây là cái hình, đây là cái hình mà mình diễn như vậy, hay cái tư thế đây gọi là phim X quang ngực thẳng. Hình bên trái á, hình bên trái có nghĩa là mình chụp tư thế PA, có nghĩa là posterior anterior, nghĩa là chụp tư thế sau trước, nghĩa là cái chỗ mà phát tia á, bắt đầu nó phía sau bệnh nhân, nó phát một chùm tia đi về phía sau bệnh nhân và đến ra phía trước tới cái bộ nhạy cảm phim, thì chúng ta gọi đây là chụp tư thế sau trước. Cái thứ hai, cái hình bên phải có nghĩa là chụp tư thế trước sau, chữ A phía trước, chữ B phía sau, nghĩa là chụp từ cái chùm tia nó phát ra từ phía trước, nó đi về phía trước bệnh nhân cho đến tới phía sau là cái bản đường phim. Vậy thì tóm lại nhìn vào cái hình này chúng ta thấy là gì? Đối với tư thế chụp sau trước có nghĩa là có chữ viết tắt nó là chữ PA đó, thì thường ở gặp ở bệnh nhân chụp tư thế đứng. Còn đối với tư thế mà bệnh nhân mà chụp tư thế trước sau có chữ A phía trước, chữ P phía sau á, thì bệnh nhân thường chụp ở tư thế nằm. Vì vậy trên lâm sàng ở trong bệnh viện á, thì những cái bệnh nhân nào mà chúng ta đi khám bệnh thì hầu hết là chúng ta chụp tư thế sau trước, nghĩa là chúng ta đứng chúng ta chụp. Một số bệnh nhân nặng, ví dụ như bệnh nhân nằm trong cái khoa hồi sức tích cực ICU á, thì bệnh nhân thường sẽ được chụp tư thế trước sau, có nghĩa là bệnh nhân sẽ nằm và phim thì đặt ở lưng bệnh nhân và mình chụp một cái chùm tia từ đi từ phía trước ra phía sau của bệnh nhân. Rồi thì làm sao mình biết một cái phim X quang phổ thẳng thì đạt tiêu chuẩn? Thứ nhất là để nó đạt tiêu chuẩn thì thường cái tư thế ưu tiên là cái tư thế là sau trước, có nghĩa là tư thế có cái chữ PA, chữ P phía trước chữ A phía sau, chùm tia đi từ phía sau ra phía trước của bệnh nhân, đó là chiều sau trước. Thì đối với cái chiều sau trước thì khi mà bệnh nhân đứng như vậy á, thì cái chiều sau trước thì nó sẽ không có làm cho tim bị phóng đại. Thứ hai là về cái kỹ thuật chụp là cái khoảng cách từ cái đầu đèn cho đến cái phim thì nó khoảng 1,8 mét, thì cái đây là kỹ thuật viên X quang người ta sẽ làm. Khi mình chụp á, thì mình sẽ thấy được các đốt sóng ngực từ D1 cho đến D4, có nghĩa là mình đúng kỹ thuật, tia nó không mềm không cái cứng. Mình dặn bệnh nhân là phải đứng thẳng, hai xương đòn thì phải căng xứng, tách hai xương bả vai ra khỏi phần đường phổi. Bệnh nhân đứng thẳng chống nạnh ha, để cho hai cái xương đòn nó căng xứng, nó tách hai cái xương bả vai ra khỏi phía trường phổi để mình thấy được hoàn toàn được cái phía trường phổi. Và dặn bệnh nhân hít thở sâu. Điều kiện để hít thở sâu là gì? Có nghĩa là mình nhìn vào cái phim mình thấy là cái vòm hành nó nằm ở, nếu mình nhìn ở gian sườn trước á, thì nó nằm ở dưới cái gian sườn trước 6 7, còn nhìn đối với gian sườn sau á, thì nó nằm dưới cái gian sườn sau của 9 9 10. Thì nếu mình nhìn mình thấy cái vòm hành đối với gian sườn trước 6 7 thì nó nằm phía dưới, đối với gian sườn sau 9 10 nó cũng nằm phía dưới, thì điều kiện đó là bệnh nhân đã hít thở đủ sâu rồi. Rồi thì chúng ta nhìn hai cái hình ha, chúng ta nhìn hai cái hình, cái hình bên trái là cái hình gì, hình bên trái là cái hình chụp sau trước, là cái hình bình thường chúng ta hay chụp, chúng ta thường hay chụp, thường ở trên cái góc trái của màn hình nó hay có ghi cái tư thế là nó ghi chữ P hoặc là nó ghi chữ PA luôn đó, thì mình biết đây là chụp sau trước. Còn cái thứ hai nhé, là bệnh nhân hay chụp nằm, bệnh nhân hay chụp nằm nghĩa là bệnh nhân hay chụp là trước sau, thì đối với cái trước sau thì cái tim của nó sẽ bị phóng đại hơn so với chụp sau trước. Vì vậy nếu mà chúng ta tính mà cái bóng tim á, mà dựa vào cái tư thế thì chúng ta tính bóng tim dựa vào tư thế sau trước mới chính xác. Còn đối với nếu mà chúng ta tính cái bóng tim á, mà nó dựa vào cái tư thế trước sau, nghĩa là tư thế AP nè, thì lúc đó thì thường nó sẽ bị phóng đại và nó không có chính xác. Nhìn vào cái hình cơ bản này chúng ta thấy là gì? Cái vòm hoành bên phải nó sẽ cao hơn 2 đến 3 cm so với vòm hoành bên trái. Bởi vì bên phải nó có gan nha, nó có gan đậu lên nên là vòm hoành bên phải nó sẽ cao hơn bên trái so đến 2-3 cm. Rồi cái bảng này thì tụi em về coi thêm, coi thêm nghĩa là mình so sánh là chụp trước sau và chụp sau trước nó có những cái điểm lợi điểm hại nào. Thì tất nhiên là như nãy giờ em giải thích ha, đối với trên lâm sàng thì đa số chúng ta chụp tư thế là sau trước, là chữ P phía trước, phía A phía sau, thì lúc đó là bệnh nhân đứng ha, thì nó có những cái ưu điểm như ví dụ như là tim không bị phóng đại vân vân. Rồi sau khi chúng ta kiểm tra tên tuổi bệnh nhân, chúng ta coi tư thế bệnh nhân là chụp trước sau hay là chụp sau trước, có nghĩa là trước sau sau trước chúng ta coi bên góc trái hay nó có chữ P hay chữ A đó. Nếu chữ P trước đó, thì nó là sau trước, còn nếu chữ A thì nó là trước sau. Thì bước tiếp theo là chúng ta coi nữa là bệnh nhân chụp cái đúng kỹ thuật hay không. Thì trên lâm sàng á, thì nó hỏi đúng kỹ thuật hay không, người ta gọi là cái tia này nó cứng hay là cái tia này nó mềm ha.
thì chúng ta nhìn cái chữ B ha, cái nhìn cái hình B, B bò á, thì chúng ta thấy cái hình này á, là một cái hình gọi là đạt chuẩn. Là cái hình này thứ nhất là cái phế trường nó cũng không, cái phế trường nó phân rất là rõ giữa tim nè, động mạch phổi này, cái rối phổi này và cái phế trường hai bên. Ngoài ra để chúng ta coi có cái tiêu chuẩn hay không á, thì chúng ta thấy được cái bốn đốt sống ngực từ D1 đến D4. Nếu chúng ta thấy được bốn cái đốt sống ngực từ D1 đến D4 thì chúng ta thấy gọi là gì? Chúng ta gọi là cái tia này á, là cái tia nó đạt chuẩn. Còn những cái đốt sống khác thì chúng ta không thấy thì cái đây là tia đạt chuẩn. Còn tiếp theo nếu chúng ta coi cái tia mềm, à, cái tia mềm có nghĩa là sao? Có nghĩa là nó quá mờ. Khi mà nó quá mờ như vậy á, thì nếu mà chúng ta có một cái tổn thương, khi mà chúng ta biết là gì, phổi bình thường nó sẽ sáng hay là nó cũng hơi đen đen vậy nè, nếu mà quá mờ thì chúng ta sẽ không phân biệt đâu là tổn thương, đâu là một cái nhu bình thường của phim mờ. Nên là vì vậy nếu mà chụp phim mờ á, thì chúng ta sẽ không phân biệt được. Thì làm sao để chúng ta biết là phim mờ? Để biết phim mờ là chúng ta nhìn cái đốt sống ngực à, từ D1 đến D4 chúng ta không có thấy, nó không có rõ như là cái phim bình thường. Chúng ta không có thấy đốt sống ngực từ D1 đến D4, hầu như chúng ta không thấy cái đốt sống nào hết. Thì như vậy thì chúng ta trả lời là phim quá mờ. Còn phim, ví dụ như là còn cái hình C chúng ta nói là phim quá cứng, có nghĩa là cái tia cứng á, thì chúng ta thấy là gì? Nếu mà đối với tia mà nó quá cứng á, thì nhìn cái phế trường phổi gần như là nó đen hết, à, gần như là nó đen hay nó sáng hết. Thì lúc đó nếu mà bệnh nhân có tổn thương thì chúng ta sẽ không thấy được. Có nghĩa là nếu mà tia mờ nhiều quá, tia mà nó mờ, nó mềm quá, thì phế trường phổi mềm, mờ quá thì chúng ta sẽ thấy là không phân biệt được đâu là tổn thương, đâu là mô bình thường. Còn nếu mà tia mà nó cứng quá, nó đen hết thì chúng ta sẽ không phân biệt là có tổn thương hay không, bởi vì có những cái tổn thương thực sự nó có nhưng mà vì tia cứng quá nó đã giấu, bị giấu đi. À, thì đặc điểm của mà tia cứng quá là chúng ta thấy hầu hết các đốm sống ngực. Rồi, vậy để trả lời á, là tia này là có đúng kỹ thuật hay không, có nghĩa là tia mềm, tia cứng hay là đạt chuẩn, thì chúng ta dựa vào cái đốt sống ngực từ D1 đến D4. Nếu mà chúng ta thấy đốt sống ngực từ D1 đến D4 và các đốt sống khác không thấy thì chúng ta gọi là tia đạt chuẩn. Nếu chúng ta hầu như không có thấy đốt sống nào thì chúng ta gọi là tia mềm. Còn nếu chúng ta thấy tất cả các đốt sống thì chúng ta gọi là tia cứng. Rồi, sau đây thì chúng ta coi một cái giải phẫu bình thường ha, coi một cái giải phẫu bình thường của một trái tim ha. Thì chúng ta thấy cái đây là gì, chúng ta nhìn nè, à đây là gì, À, em không có thấy cái mũi tên của thầy ấy, thầy. à, không thấy mũi tên nè. Rồi tụi em thấy cái mũi tên chưa? Dạ rồi. Dạ rồi ạ. Rồi tụi em thấy mũi tên đúng không? Thì chúng ta nhìn bên này nè, nó là cái gì đây? Cái nhĩ phải ha. Cái đây là cái nhĩ phải. Tiếp theo đây là cái gì? Tiếp theo đây là cái thất phải, và cái thất trái thì nó nằm ở phía sau. À, cái thất phải nó nằm ở phía bên trái đây. Rồi, ở trên đây thì chúng ta thấy là gì? Cung động mạch chủ ha, cung động mạch chủ. Rồi tiếp theo chúng ta thấy cái động mạch phổi. À, nếu một còn bình thường thì chúng ta vẫn có thể thấy cái nhĩ trái nhỏ nhỏ ở đây. Còn ở trên thì chúng ta thấy là Còn ở trên đây chúng ta thấy là gì? Nó là cái tĩnh mạch chủ ha, tĩnh mạch chủ trên ha. Rồi, vậy thì dựa vào cái giải phẫu này thì chúng ta qua cái hình bình thường. Vậy thì tóm lại cái hình bình thường chúng ta chỉ thấy những cái cung sau đây ở ở bên phải, bởi vì chúng ta nhìn nè, những cái giải phẫu mà nó chồng chồng lóc như này thì chúng ta sẽ không có thấy, không phân biệt được, thì nó chỉ giống y như là một cái đám mờ vậy thôi ha, đám mờ vậy thôi. Nhưng mà đối với những cái mà nó nhô ra khỏi cái tim á, thì chúng ta xác định đó là những cái bờ của tim. Thì nhìn cái bờ bên phải, đối với bờ phải thì chúng ta có hai cái vị trí, có hai cái cung. Thứ nhất đó là cung của tĩnh mạch chủ trên, hai cung tĩnh mạch chủ trên, và cung thứ hai đó là cung của gì, của nhĩ phải. À, vậy thì tóm lại là gì, bờ phải mình chỉ thấy được hai cung thôi, thứ nhất là cung của tĩnh mạch chủ trên và thứ hai là cung của nhĩ phải. Còn riêng cái bờ bên trái thì bởi vì chúng ta thấy được ba cung, à, cái cung ở trên cùng đó là cung của động mạch chủ, cung thứ hai là của thân động mạch phổi, và cung thứ ba, à, cung thứ ba cung dưới, à, cung dưới thì thường là thất trái. Nếu mà trong một số trường hợp mà bệnh nhân có cái nhĩ trái mà nó lớn á, nhĩ trái nó lớn hay là tiểu nhĩ trái nó lớn á, chúng ta sẽ thấy được bốn cung. À, chứ còn bình thường thì chúng ta nhìn dựa vào cái giải phẫu mà nó nhô ra á, thì về cái bên phải chúng ta chỉ thấy hai cung thôi, đó là tĩnh mạch chủ trên và nhĩ phải. À, bên bờ trái thì chúng ta sẽ thấy được là cung động mạch chủ, à, động mạch phổi,
và cuối cùng là thắt trái. Vậy tóm lại là thắt phải chúng ta sẽ không thấy được, bởi vì thắt phải nó nằm ở phía trước, nó không có tạo ra một cái cung như chúng ta thấy. Rồi, còn cái phim nghiêng thì cái phim nghiêng mình sẽ đi ngang qua, mình sẽ không nói về phim nghiêng, bởi vì hiện giờ phim nghiêng thì chúng ta ít được dùng trên lâm sàng, thì chúng ta chỉ biết là nghiêng bên nào, ví dụ như cái người nghiêng bên nào thì gọi là phim nghiêng bên đó, ví dụ như nghiêng trái thì mình gọi là phim nghiêng trái. Rồi, vậy thì chỉ định chụp X quang ngực là khi nào? Thì chỉ định chụp X quang ngực là bây giờ là hầu như là nó được, như hồi nãy nói là hầu như là nó thường quy, nó được mở rộng thường quy. Thì chúng ta thấy là gì, đối với tất cả nghi ngờ bệnh lý hô hấp hay bệnh lý tim mạch thì cũng có chỉ định phim X quang ngực, chấn thương ngực, ho ra máu, hay chỉ là một cái kiểm tra sức khỏe, thì chúng ta vẫn có là chỉ định để mà mình chụp X quang ngực. Rồi, thì cái trình tự phân tích phim X quang ngực thì nãy chúng ta đã nói, đầu tiên là về mặt hành chính, chúng ta coi thử cái tên tuổi bệnh nhân có đúng chưa, ngày giờ chụp của mình là có đúng là cái ngày mà mình muốn coi hay không. Rồi tiếp theo chúng ta coi á, là bệnh nhân á, là chụp kỹ thuật đó là chụp tư thế trước sau hay là chỉ sau trước, dựa vào cái góc trái phía trên đó, cái màn hình nó sẽ có cái phim, nó sẽ có ký hiệu, và cái kỹ thuật của mình nó là cái phim của mình nó là tia cứng, tia mềm hay là tia chuẩn. Rồi chúng ta sẽ đọc phim, thứ nhất là chúng ta đọc những cái cấu trúc bình thường của tim là có bình thường hay không, thứ hai là chúng ta coi có những cái gì bất thường hay không, và cuối cùng là chúng ta kết luận là nghi ngờ có cái bệnh lý hay là có cái gì bất thường trong phim hay không. Đó là bốn cái trình tự phân tích phim X quang ngực. Rồi chúng ta đi một số cái hình ảnh X quang tim mạch thì chúng ta thì cái hình này giống y như là cái hình mà chúng ta thi này, ví dụ như đưa cái hình này thì chúng ta đánh số, thì chúng ta chọn số 2, số 3 nó là cái gì. Thì bây giờ chúng ta lưu ý, thì đối như nãy chúng ta nói đây là cái tim. Cái tim thì bên này là bờ phải, vậy bờ phải nó có hai cung là gì, vậy là số 6 nó là tĩnh mạch chủ trơn, số 5 bờ phải của nó là nhĩ phải, nên là số 5 sẽ là nhĩ phải. Tiếp theo là bờ trái của mình có thường là có ba cung thôi, thứ nhất là số 1 nó là gì, số 1 nó là động cung động mạch chủ ha, số 3 nó là gì, số 3 thì thường mình không có thấy, bởi vì nếu một số trường hợp mà nhĩ trái nó lớn hay là tiểu nhĩ trái nó lớn thì chúng ta mới thấy số 3, còn ngược lại chúng ta sẽ thấy số 2 và số 4. Đối với số 2 thì chúng ta là có gì, tăng động mạch phổi, còn số 4 thì nó là thắt trái, còn số 9 nó là những cái rãnh ngang hay rãnh ngang, và thay mình đọc là phế trượng phổi cũng được. Số 7 là cơ hoành bên phải, còn số 8 là cơ hoành bên trái. Rồi, cái đây là cái tiêu chuẩn một cái tim bình thường trên phim X quang, thì chúng ta thấy đầu tiên đó là chỉ số bóng tim lồng ngực, có nghĩa là hoặc là bóng tim á thì thường nó là 1/2. Đó, 2/3 thì nằm ở phía bên trái, còn 1/3 thì ở phía bên phải. Rồi thì cái này mình sẽ đi sâu mình nói thêm. Rồi, đây là đầu tiên mình nói về cái bóng tim. Cái bóng tim là cái gần như là quan trọng nhất trong cái phim X quang tim mạch. Thì chỉ để xác định là gì? Để xác định chúng ta dự đoán là bóng tim này là to hay là bình thường, để chúng ta coi là cái bệnh nhân này có tình trạng là giãn không, giãn các buồng tim hay không, hay là tim có to hay không ha. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ trên cái phim X quang á, chúng ta sẽ lấy cái đường kính A, có nghĩa là đường kính lớn nhất của tim. Rồi B là chúng ta lấy cái đường kính lớn nhất của lồng ngực, thì sau đó chúng ta lấy A chia cho B, thì bình thường nó là từ 1/2 trở xuống, thì chúng là gọi là bóng tim bình thường. Nếu mà nó lớn hơn thì chúng ta có thể gọi là gì, là bóng tim to. Rồi đây là cái hình mình minh họa lại cái hình phía bên phía phía bên phải thôi, không có gì hết. Rồi còn đây là minh họa cái hình phía bên bên trái, đây là những cái cấu trúc bên trái mình có thể thấy ở tim, còn cái đây là những cấu trúc bên phải mình có thể thấy ở tim. Rồi đầu tiên thì cái bóng tim thì như hồi nãy chúng ta nói, A là cái đường kính lớn nhất đi ngang qua tim ha, B là đường kính lớn nhất của lồng ngực, chúng ta lấy A chia cho B thì chúng ta gọi là chỉ số tim lồng ngực, mà chỉ số lồng ngực hay chúng ta gọi tắt là bóng tim cũng được, thì bình thường nó là dưới 0.5, nghĩa là dưới 1/2 đó. Còn nếu mà nó trên thì chúng ta có thể nói kết luận là bóng tim to, chúng ta có thể nghi ngờ bệnh nhân có thể giãn tim hay là bóng tim to. Tuy nhiên chúng ta lưu ý đối với một số, ví dụ như là trẻ sơ sinh hay là nhũ nhi á, thì cái chỉ số nó khác, có thể nó trên 55 đến 57%.
Rồi, cái này thì chúng ta coi cái cấu trúc bờ bên phải thôi, chứ không có gì thêm. Rồi, cái đây là cấu trúc của bờ bên trái. Rồi, thì bên tiếp theo là sau khi mà chúng ta kết luận là cái bóng tim, chúng ta kết luận là cái bóng tim của nó có to hay không, có bóng tim của nó có to hay không, thì chúng ta tiếp theo chúng ta sẽ coi những cái cấu trúc khác, cấu trúc khác dựa vào cái bờ tim. Ví dụ như là đối với cái nhĩ, nếu mà cái nhĩ nhĩ phải á, nhĩ phải thì làm sao chúng ta biết cái nhĩ phải nó to? Thì chúng ta biết đó là gì, là bờ phải của tim nó có hai cung, một đó là tĩnh mạch chu trên, hai là nhĩ phải, một là tĩnh mạch chu trên, hai là nhĩ phải. Thì chúng ta thấy là gì, đối với cái cung, chúng ta có thể thấy được cái nhĩ phải qua cái chuyện là cái cung bên phải của tim. Thì chúng ta thấy nếu mà từ cái đường giữa này chúng ta kẻ ra cái bờ phải, cái viền, cái rìa bờ phải của tim nó, nếu mà nó lớn hơn 5,5 cm thì chúng ta có thể nói là cái nhĩ phải nó lớn. Từ cái nhĩ phải nó lớn thì chúng ta sẽ xem trong một số bất thường, ví dụ như dị tật Epstein hay là có hở van Ba Lát, vân vân, thì đó là những một số nguyên nhân nó gây ra nhĩ phải lớn. Thì chúng ta lưu ý là gì, bờ để tìm cái nhĩ phải lớn thì chúng ta xem cái bờ cung của bên phải của nó có lớn hay không. Đó là dấu hiệu điển hình của tình trạng nhĩ phải lớn. Còn đối với thất phải thì hiện giờ chúng ta chưa thấy. Rồi, còn đối với cái nhĩ trái thì làm sao chúng ta biết nó lớn? Thì đối với hồi nãy là nhĩ phải, còn đối với nhĩ trái thì chúng ta như nãy chúng ta nói là gì, bình thường bên trái nó chỉ có ba cung thôi, nhưng mà bây giờ nó xuất hiện bốn cung. Xuất hiện bốn cung nghĩa là ngoài cái cung động mạch chủ, tăng động mạch phổi và thất trái, nó xuất hiện cái cung thứ tư, đó là cung của tiểu nhĩ trái. Thì lúc đó chúng ta có thể nghĩ là cái nhĩ trái nó lớn. Cái dấu hiệu thứ hai là gì, bình thường chúng ta có cái góc gọi là góc giữa cái phế quản bên trái và góc phế quản bên phải, thì chúng ta thường có cái góc gọi là góc carina. Góc carina này thường nó là góc nhọn, nhưng mà vì cái nhĩ phải nó lớn, nó đè lên cái góc đó, nó làm cho hai cái góc này nó rộng ra ha, nó thành cái góc tù. Vậy thì cuối cùng là gì, cái dấu hiệu thường gặp của lớn nhĩ trái, đó là bờ bên trái xuất hiện bốn cung, và thứ hai là góc carina chuyển thành góc tù, nó là từ 102 độ trở lên. Rồi, còn cái đây là cái dấu của gì? Cái dấu của tăng áp tĩnh mạch phổi. Tăng áp bên phổi thì chúng ta biết cái tĩnh mạch phổi, chúng ta biết đó là gì? Bình thường nếu mà trong bệnh nhân suy tim, nếu mà thắt tim co bóp mà nó không có ra được bên ngoại biên thì nó sẽ ứ lại. Khi nó ứ lại thì nó sẽ ứ lại ở nhĩ trái. Ứ ở nhĩ trái nó sẽ ứ ở những cái mao mạch phổi, và mao mạch phổi ứ ở tĩnh mạch phổi rồi mao mạch phổi vân vân. Thì đối với cái khi mà nó ứ lại như vậy, tùy theo mức độ nó sẽ phù những cái mô kẽ, phù có những cái mô kẽ phổi thì mình có những cái đường kẹt ly. Và mình có những cái đường kẹt ly, kẹt ly A, kẹt ly B ha, và kẹt ly C. Thì đó là những cái ở đáy ở đỉnh thôi, hay là ở phía phía ở trung tâm. Thì đó là những cái phần mà chúng ta thấy khi mà chúng ta thấy có những cái đường có, chúng ta thấy có những cái đường mà nó đi ngang và nó không có tuôn theo cái mạch máu phổi, có những cái đi ngang. Trong một cái bệnh cảnh suy tim thì chúng ta nghi ngờ bệnh nhân này có phù mô kẽ, mà đã phù mô kẽ thì thường là bệnh nhân có phù mao mạch phổi hay là có tình trạng xung huyết phổi, thì đây là dấu hiệu của tăng áp tĩnh mạch phổi. Rồi sau khi nếu mà nặng hơn ha, thì ban đầu chúng ta thấy là ban đầu á, trong cái bệnh cảnh suy tim á, thì ban đầu cái dịch nó được tái hấp thu lại từ hệ bạch mạch á, thì nó sẽ đỡ hơn. Không á, nếu mà tái hấp thu không đủ á, thì nó sẽ chuyển qua là nó phù mô kẽ. Còn nếu mà đã qua cái giai đoạn phù mô kẽ, nghĩa là nó nặng hơn nữa, là nó đã vượt qua cái phù mô kẽ luôn, thì nó chuyển qua cái tình trạng là gì, nước nó sẽ vào phế nang và nó sẽ gây ra cái tình trạng là phù phế nang. Thì phù phế nang là sao, thì chúng ta thấy bình thường là hai phế trường phổi nó sáng hay là nó đen á, thì chúng thấy là bởi vì trong phế nang đó nó chứa hoàn toàn là khí, nên hai bên hai nên là thường nó là sáng. Thì khi nếu mà nước dịch nước mà ngoài khi nó vượt qua cái phù mô kẽ rồi, nó sẽ tràn vào phế nang, nó làm cho những cái phế nang đó chứa nước ha, chứa nước chứa dịch thì nó sẽ làm cho những cái hình ảnh nó mờ đi. Thì chúng ta thấy nếu một bệnh nhân suy tim mà khó thở cấp mà thấy phù mà hay là mờ lan tỏa hai bên phế trung phổi, thì bệnh nhân này nghĩ nhiều coi chừng là bệnh nhân có phù phổi cấp, hay mình gọi là phù phế nang. Còn cái hình này, cái slide này là chúng ta nói về hồi nãy là chúng ta nói về lớn nhĩ trái,
lớn nhĩ phải, rồi tăng áp tĩnh mạch phổi. Còn này chúng ta nói làm sao mà phân biệt bệnh nhân này là có lớn thấp phải hay là lớn thấp trái hay không? Thì chúng ta biết là gì? Thấp phải nó nằm ở phía trước, thấp phải là phía trước nên là nó không có biểu diễn ở một cái cung nào, nó không có một cái biểu diễn của một cái cung nào ở trên cái bóng tim hết, nên là chúng ta có thể thấy gián tiếp qua cái chuyện cái hình dạng tim nó bị hớt lên ha? Nó bị hớt lên nó như hình chiếc giày nè, hớt lên như hình chiếc giày thì chúng ta nghi ngờ là bệnh nhân là có lớn thấp phải. Còn đối với thấp trái thì chúng ta biết là ở cung bên trái của tim, cái cung dưới bên trái của tim nó có cái cung gọi là cái cung này đại diện cho thấp trái, nên nên là chúng ta có thể thấy được, chúng ta có thể thấy được làm sao thấy được khi nào thì bệnh nhân lớn thấp trái. Bởi vì chúng ta để xác định là có lớn thấp trái hay không, đầu tiên là chúng ta thấy là gì, bóng tim thì nó to, bởi vì cái cung bên trái cung bên trái nó lớn thấp trái thì cung bên trái nó to ra, cung dưới bên trái nó to ra, thì khi mà chúng ta đo bóng tim thì cái chỉ số bóng tim động ngực nó sẽ trên 0.5. Cái thứ hai là chúng ta thấy là cái mõm tim nó sẽ tập trung, nó sẽ lớn về phía bên trái và nó hết xuống dưới. Thì với cái hai cái dấu hiệu này, thứ nhất là bóng tim, chỉ số bóng tim lồng ngực lớn trên 0.5, thứ hai là cái mõm tim nó hết về phía bên trái và nó đi xuống như vậy, thì chúng ta sẽ nghi ngờ là bệnh nhân này là lớn thấp trái. Thì ở trên là một số nguyên nhân thường gặp gây ra cái tình trạng mà lớn cái buồng tim. Ví dụ như là lớn buồng tim, ví dụ như là chúng ta có gì, lớn nhĩ phải thì thường lớn nhĩ phải thường gặp với cái chuyện mà là tăng tiền tải hay là tăng về áp lực, thì nó cho ta có một số nguyên nhân về lớn nhĩ trái, lớn thấp phải hay là lớn thấp trái. Rồi thì những nguyên nhân này thì chúng ta sẽ học chúng ta sẽ học trong những cái bài tim mạch sau. Đây là cái dị tật Einstein. Dị tật Einstein là cái sự đóng thấp của van ba lá nó làm cho lớn nhĩ phải. Thì cái này tụi em sẽ về đọc thêm về cái dị tật Einstein. Sau khi chúng ta nói về cái bóng tim lồng ngực này, chúng ta nói về nhĩ trái, nhĩ phải, thấp trái, thấp phải và cái tĩnh mạch phổi, thì cái đây là một cái dạng mà chúng ta cũng hay gặp trên lâm sàng gọi là tràn dịch màng ngoài tim. Tràn dịch màng ngoài tim thì thường dịch nó tràn dịch màng ngoài tim thì chúng ta có cái khoang khoang màng ngoài tim thì dịch nó tích tụ trong đó, thì chúng ta thường gây ra tràn dịch màng tim. Nếu mà tràn dịch màng ngoài tim nếu mà bình thường, nếu mà nó từ từ nó phát triển từ từ thì bệnh nhân thường không có gây ra những cái rối loạn huyết động gì nhiều. Nếu mà tràn dịch ngoài tim mà nó quá nhiều hoặc là nó quá nhanh, diễn tiến quá nhanh hơn cái mức bù trừ của tim, thì chúng ta sẽ có một cái hậu quả cuối cùng, đó là hậu quả của tràn ép tim cấp. Thì đối với cái tràn dịch màng ngoài tim thì chúng ta về X quang thì chúng ta thấy như thế nào? Đối với tràn dịch màng ngoài tim mà lượng ít hay là lượng trung bình đó, thì X quang thì chúng ta thường sẽ không có thấy được. Còn nếu mà tràn dịch màng ngoài tim mà lượng nhiều thì X quang chúng ta có thể thấy là cái hình dạng tim giống y như là một cái banh, nó tròn đều. Bởi vì nếu mà bệnh nhân mà lớn lớn thấp phải này, lớn nhĩ phải này hoặc là lớn thấp trái, lớn nhĩ trái thì thường là cái tim nó sẽ to hay là nó phát triển theo một cái hướng nào thôi, phát triển theo một cái cung bên phải hay bên trái thôi. Còn ở đây khi mà tràn dịch màng tim thì cái dịch đó nó sẽ lan đều trong cái trái tim và nó tập trung vào những cái vùng thấp, thì lúc đó chúng ta thấy cái trái tim giống y như là trái banh, nó tròn đều y như trái banh, thì thường chúng ta nghi ngờ là bệnh nhân có tràn dịch màng ngoài tim lượng nhiều. Còn nếu mà lượng ít đến lượng trung bình thì hầu hết chúng ta không có thấy được, chúng ta chỉ phát triển chúng ta có thể là phát hiện qua cái định qua siêu âm mà thôi. Rồi còn cái bệnh lý mà chúng ta cần phải nhận diện ngày hôm nay mà hay gặp trên lâm sàng đó là, và cái bệnh lý này có thể mình sẽ thi ha, thì cái bệnh lý hay gặp đó là cái bệnh lý gọi là suy tim xung huyết. Suy tim huyết là một cái kinh điển trong cái vấn đề tim mạch. Thì suy tim xung huyết thì như hồi nãy thầy đã nói rồi, thì thường thứ nhất là thường gặp ở bệnh nhân suy tim, thường gặp bệnh nhân suy tim đã có tình trạng mà lớn thấp trái rồi, bệnh nhân suy tim lớn thấp trái rồi. Khi mà lớn thấp trái suy tim như vậy thì máu máu nó không sẽ giảm cung đường tim, máu thay vì nó không có ra được ngoại biên thì nó sẽ ứ lại nó sẽ ứ ở nhĩ phải, ứ ở nhĩ trái nó sẽ ứ ở tĩnh mạch phổi, mao mạch phổi, và lúc đó nó sẽ gây ra cái biểu hiện của xung huyết phổi. Vậy thì một cái ít quan điển hình của một suy tim xung huyết thì thường nó như thế nào? Thứ nhất là chỉ số bóng tim lồng ngực thường nó sẽ tăng, bởi vì bệnh nhân đã có suy tim từ trước, bệnh nhân đã suy tim đã lớn thấp trái từ trước, thì thứ nhất là cái chỉ số bóng tim lồng ngực thường nó sẽ tăng là trên 50%. Thứ hai, mức độ nhẹ hơn, mức độ nhẹ nhất là gì, nó sẽ gọi là tái phân bố tuần hoàn phổi.
thì thay vì mạch máu phổi bình thường nó sẽ là tập trung ở phía dưới thì bây giờ nó sẽ là tái phân bố theo xu hướng lên trên, tái phân bố xu hướng lên trên. Còn nếu mà nặng hơn nữa, nếu mà nặng hơn nữa nghĩa là lúc đó là áp lực mao mạch phổi biết thì nó đã tăng lên rồi, nó lên từ 18 đến 24 mm thủy ngân rồi, nó tăng hơn nghĩa là bệnh nhân sung huyết càng ngày càng nhiều hơn, thì lúc đó những cái đường rạch Leber xuất hiện. Leber xuất hiện có nghĩa là có tình trạng là phù mô kẽ đã diễn ra, phù mô kẽ đã diễn ra. Còn nếu mà chúng ta cái áp lực mao mạch phổi biết tăng nữa, nghĩa là bệnh nhân sung huyết nặng hơn nữa, thì lúc đó thay vì cái đường rạch Leber này thì chúng ta đã thấy cái tình trạng là phù phế nang, có nghĩa là dịch nó đã thay vì nó phù ở mô kẽ, dịch nằm ở mô kẽ thì bây giờ dịch nó đã vào phế nang, ứ ở trong phế nang và nó làm cho cái phế trụ phổi hai bên nó mờ đều giống y như là hình cánh dơi, giống y như hình cánh dơi thì chúng ta gọi là phù phù phổi cấp. Vậy thì nó sẽ đi theo những cái mức độ. Thứ nhất, cái nền tảng của một bệnh nhân suy tim sung huyết thường đó là bệnh nhân có suy tim trước đó, với biểu hiện là phổi thấp cái lớn và chỉ số bắn tim ngoài lồng ngực lớn. Tiếp theo là nếu mà nhẹ thì chỉ là tái phân bố tuần hoàn phổi, nghĩa là mạch máu phổi nó phát triển lên phía trên. Nặng hơn nữa thì là dịch ứ ở mô kẽ gây ra tình trạng phù mô kẽ, xuất hiện những cái đường kẹt ly. Còn nếu mà nặng nhất nghĩa là dịch thay vì ở mô kẽ nó xâm nhập vào phế nang gây ra phù phế nang, và mình sẽ thấy phế trụ phổi nó mờ đều hai bên như là một cái hình cánh dơi. Rồi đây là cái hình mà giống y như cái hình phù phổi cấp ha, hình phù phổi cấp do cái tình trạng mà suy tim sung huyết. Thì chúng ta thấy chúng bởi vì cái hình này nó mờ quá, nếu mà chúng ta bởi vì nó đã mờ hết rồi, nếu mà chúng ta thấy ha, thứ nhất là cái bóng tim nó rất là to, bóng tim rất là to là bệnh nhân nó suy tim từ trước, và sau đó là bệnh nhân rơi vào cái bệnh cảnh nặng nhất, bệnh cảnh nặng nhất của suy tim huyết đó là phù phổi cấp. Chúng ta nhìn hai bên phế trường ha, hai bên phế trường nó rất là mờ, nó mờ đều ha, thì đây là bệnh cảnh nặng nhất của phù phổi cấp, của suy tim sung huyết đó là phù phổi cấp. Rồi cái đây thì chúng ta tóm tắt lại thôi, một bệnh nhân suy tim chúng ta coi những cái dấu hiệu của có phù phổi cấp hay không. Chúng ta coi có dấu hiệu Buzzwing, có nghĩa là phù phổi cấp, mình có hình cánh dơi, chúng ta có thấy phù phổi kẽ hay không, chúng ta thấy bóng tim to hay là giãn các thùy mạch máu hay không, hay chúng ta có thấy những cái tràn dịch màng phổi hay không. Thì đây là những cái biểu hiện của suy tim sung huyết và nó theo cấp độ ha, nếu mà càng ngày càng nặng, nếu mà nặng nhất của nó là phù phổi cấp. Vì vậy chúng ta biết là gì, một bệnh nhân suy tim sung huyết không phải lúc nào cũng là phù phổi cấp, mà suy tim sung huyết nó sẽ có nhiều mức độ và nó đi theo cái mức nó và nó đi theo cái thứ tự theo cái mức độ sung huyết của mình và nó có biểu hiện trên phim mỹ quan. Rồi ví dụ như là chúng ta đưa cái hình này thì chúng ta mô tả cái bệnh lý như thế nào. Thì mô tả bệnh lý thì đầu tiên chúng ta sẽ nói là gì, chúng ta sẽ nói thứ nhất là bệnh nhân này, thứ nhất là có chỉ số bóng tim lồng ngực lớn, có nghĩa là chúng ta thấy nha, chỉ số bóng tim lồng ngực lớn nghĩa chúng ta kẻ cái đường kính A nghĩa là lớn nhất qua tim, một cái đường kính B là lớn nhất qua lồng ngực, thì chúng ta lấy A chia cho B lớn hơn 0.5, thì kết luận đầu tiên của chúng ta là chỉ số bóng tim lồng ngực lớn. Cái thứ hai là chúng ta thấy là gì, là cái phế trường phổi nó mờ đều hai bên, nó mờ đều hai bên phế trường, thì chúng ta kết luận là gì, như là hình kính dơi nha, thì chúng ta có thể kết luận bệnh nhân này là rơi vào cái bệnh cảnh nặng nhất của suy tim sung huyết, đó là bệnh cảnh phù phổi cấp. Rồi chúng ta đi đến cái bệnh cảnh cuối cùng nhưng mà thường nó không có ít gặp trên lâm sàng, cũng ít khi mà mình xác định bằng cái phim X-quang, thì mình đó là phình cái cung động mạch chủ. Thì chúng ta thấy là gì, cái cung bên trái nó có ba cung, đó là cung động mạch chủ, phổi và thắt cái. Thì vậy vậy thì chúng ta thấy được cái phình cung là chủ không, chúng ta có thể thấy được qua cái tình trạng là cái cung của bên trái của bệnh nhân, cung cung lớn cung ở trên bên trái của bệnh nhân như thế nào. Thì chúng ta thấy là gì, bình thường ấy, cái động mạch chủ bình thường như chúng ta nói cái động mạch chủ ngực ấy, thì thường nó dưới 4.5, nếu mà chúng ta đo mà nó rộng cái quai cái cung đầu tiên á nó trên 4.5 thì chúng ta có thể kết luận là bệnh nhân cái phình động mạch chủ. À, đây là ví dụ như là cái hình số 1, nhìn số 1 thì chúng ta hồi nãy những cái phim bình thường chúng ta thấy cái cung trên của cái bên trái á, thì thường nó nhỏ thôi. Mà nếu bây giờ chúng ta thấy cái đường kính này nó trên 4.5, nghĩa là chúng ta có thể kết luận là bệnh nhân này có phình phình cái cung động mạch chủ, cung động mạch chủ trên lâm sàng. Thì bước tiếp theo chúng ta sẽ siêu âm,
chúng ta siêu âm và chúng ta sẽ CT để coi thử bệnh nhân này có phình nhiều hay không, có cần phải can thiệp hay không. Thì trên đó là trong cái bên cảnh phình của cung động mạch chủ. Rồi, thì bài này sẽ được gửi cho các em coi lại, các em coi lại thực hành, nghĩa là đầu tiên là tụi em thực hành, thứ nhất là về mình phân biệt bệnh nhân chụp đứng, chụp nằm, tia cứng, tia mềm. Thứ hai, chúng ta coi những cái cấu trúc bình thường, cấu trúc của bình thường của tim. Hồi nãy mình đánh số đó. Thứ ba là mình coi những các dấu hiệu, ví dụ như là lớn nhĩ phải là biểu hiện như thế nào, lớn nhĩ trái biểu hiện như thế nào, lớn tóc phải và lớn tóc trái biểu hiện như thế nào, và tràn dịch màng ngoài tim thì chúng ta biểu hiện như thế nào. Và cuối cùng các em thực hành đọc một cái phim gọi là phim suy tim sinh huyết. Suy tim sinh huyết với các mức độ là ban đầu á, thì nó là nhẹ thì như thế nào, trung bình thì như thế nào, và nặng nhất rơi vào cái tình trạng phổi vô cấp thì nó sẽ như thế nào. Thì đó là những cái nội dung của bài ngày hôm nay. Thì các em có câu hỏi gì đối với các bài X quang hay không? Dạ thầy ơi, thầy cho em hỏi là mấy cái hình ảnh này là thầy lấy ở trong sách nào, em tìm đọc thêm có được không thầy? Được, nếu mà tụi em muốn 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 tìm sách, muốn sách đọc thì sẽ gửi cho cuốn sách này để đọc thêm. Dạ em cảm ơn thầy ạ. À, tụi em có câu hỏi gì đối với bài X quang không? Rồi, nếu mà không có câu hỏi gì với bài X quang ấy, chúng ta nghỉ 5 phút ha, chúng ta nghỉ 5 phút chứ chúng ta sẽ qua cái bài thực hành đọc một cái điện tâm đồ cơ bản.
Rồi, chúng ta đến với bài thứ hai nha các em. Đó là bài các bước đọc ECG cơ bản. Rồi, các em thấy cái bài trình chiếu chưa? Dạ thấy rồi thầy. Rồi, mình qua bài các bước đọc ECG cơ bản ha. À, mục tiêu thì chúng ta đọc được cái ECG một cách đầy đủ. Thứ hai, chúng ta nhận diện được một số bất thường là được rồi. Bởi vì cái ECG với cái quang nó sẽ theo từ I2 cho đến I6 cho đến khi ra trường luôn. Nên nó là cái hai cái kỹ năng này mình sẽ được rèn luyện hoài. Nên là bữa nay chúng ta biết nắm được một số cơ bản, tiêu chuẩn cơ bản để sau này chúng ta biết cái đường mà chúng ta coi lại, chúng ta lật hay là chúng ta coi lại để chúng ta thực hành. Thì vậy là đã đạt mục tiêu rồi. Rồi thì cái điện tâm đồ nó cũng giống như phim vi quang ngực vậy đó, nó cũng là một cái phương tiện đơn giản, không xâm lấn, rẻ tiền và chẩn đoán nhanh các bất thường về nhiệt nè, về thay đổi cấu trúc và tổn thương trong tim. Thì cái điện tâm đồ thì có một cái cực kỳ cơ bản, nghĩa là bệnh nhân nào vô khi mà vừa vào cái phòng cấp cứu là đã được đo điện tâm đồ rồi, thì cái nên cái điện tâm đồ nó cực kỳ cơ bản, nên là chúng ta phải biết về. Thì khi mà đọc điện tâm đồ thì chúng ta phải biết nó cái gì, chú ý khi đọc cái gì. Thứ nhất là chúng ta phải chú ý, đầu tiên là cái tốc độ ghi của mình nó là 25 mm trên giây, nó là cái tốc độ ghi bình thường. Khi chúng ta thấy được cái tốc độ bình thường này 25 mm giây thì chúng ta biết là gì, một cái ô nhỏ như vậy thì nó tương ứng với là 0.04 giây, còn 5 ô nhỏ hay là một cái ô lớn như vậy, một ô lớn thì chúng ta biết là 0.2 giây. Nên là để chúng ta biết là cái ô nhỏ là 0.04 giây hay là ô lớn là 0.2 giây thì chúng ta sẽ xem cái tốc độ ghi giấy. Thì thường ở dưới cái tờ điện tâm đồ nó sẽ có cái ghi cái tốc độ ha, cái tốc độ bình thường là 25 mm trên một giây, là tương ứng với là một ô là 0.04 giây. Bước tiếp theo là chúng ta coi về cái test về biên độ ha, cái test về biên độ, test milivolt thì chúng ta biết là gì, bình thường ha, bình thường là người ta ghi là 10 mm trong một milivolt, đó là một cái tiêu chuẩn bình thường để chúng ta đọc. Hay là chúng ta coi cái cột này, hay là chúng ta coi cái cột này, chúng ta coi cái cột này á, là nó tương ứng với là gì, 10 mm, 10 mm, là cái cột này là 10 ô nhỏ, 10 ô nhỏ cao 10 ô nhỏ thì nó là 1 mm, thì nó là tiêu chuẩn bình thường, thì nó là 10 mm trên 1 mV. Thì chúng ta phải biết hai cái ký hiệu này để khi mà chúng ta đọc á, khi chúng ta đọc chúng ta phải quy lại coi cái bệnh nhân này nó có cái sóng này nó có bình thường hay không. Ví dụ chúng ta ví dụ nếu mà nếu mà chúng ta thấy là gì, đối với một cái số bệnh nhân nếu mà sóng nó quá cao, nếu mà sóng nó quá cao thì thường người ta chỉ ghi cái tốc độ là 5 mm trên 1 mV mà thôi. Để làm gì? Nếu mà sóng mà nó quá cao á, nếu mà sóng nó quá cao á thì cái chiều cao trên này nè, cái chiều cao của cái sóng QRS nó sẽ gấp đôi lên. Nếu mà bình thường á là cái sóng QRS thay vì nó là 12 ô thì nó tới, nếu mà chúng ta đang biểu diễn là 12 ô, nếu bình thường nó sẽ là 24 ô, vậy thì cái sóng phía dưới này nó sẽ chồng lên sóng phía trên thì làm chúng ta không có thấy được, chúng ta không có ghi cho nó đúng được. Nên vì vậy trong một số trường hợp mà sóng quá cao thì chúng ta sẽ giảm cái biên độ lại, chúng ta sẽ giảm biên độ lại với là gì, với là 5 mm trên 1 mV, hay là thay vì cái cột này, cái cột bình thường là 10 ô thì chúng ta có cái cột nó chỉ còn 5 ô mà thôi, nghĩa là hay nói cách khác là chúng ta giảm cái biên độ lại một nửa, hay chúng ta giảm biên độ còn 1/2 thôi. Nên là khi nếu mà chúng ta thấy một cái điện tâm đồ mà nó ghi là 5 mm trên 1 mV, hay là cái ô cái chiều cao này nó chỉ là 5 thôi, nó chỉ 5, cái cột này chỉ là 5, hoặc là nó ghi là 1/2 n, thì tức là nếu mà để chúng ta tính toán chúng ta phải nhân đôi lên, chúng ta phải nhân đôi như bình thường, bởi vì bình thường của chúng ta là 10 mm trên 1 mV. Nếu mà bệnh nhân bị giảm biên độ lại do sóng quá cao thì ví dụ ký hiệu là 5 mm trên 1 mV, hay là cái này chỉ cột lên là 5 ô, hay biểu diễn n chia 2, thì khi mà chúng ta đo ra cái sóng QRS, ví dụ như chúng ta đo cái này là 12 mm, 12 mm ví dụ như là 12 ô nhỏ, thì chúng ta cái sóng thực của nó chúng ta phải gấp đôi lên, thì cái sóng thực QRS chúng ta phải ghi là 24 mm nó mới đúng, 24 nó mới đúng, thay vì là chúng ta đo được là 12. Nên là khi mà nhìn cái điện tâm đồ chúng ta phải chú ý cái test milivolt, nghĩa là cái nó biểu diễn là bao nhiêu mm trên 1 mV.
Còn nếu mà sóng quá thấp thì chúng ta sẽ phóng đại nó lên. Chúng ta sẽ phóng đại nó lên. Ví dụ như chúng ta sẽ cái này thành 20 hoặc là chúng ta ghi là 2n. 2n thì lúc đó thì khi mà chúng ta tính toán ra thì chúng ta phải chia đôi ra thì nó mới đúng. Thì các bước đọc điện tâm đồ thì chúng ta đầu tiên chúng ta trả lời là cái tần số tim nó là bao nhiêu, nhịp của nó là nhịp gì, nhịp xoang, nhịp nhĩ hay là nhịp thất, cục điện tim nó là cục gì, có các sóng và các khoảng thì nó có bình thường hay không và có các sóng tổn thương hay không. Đầu tiên thì chúng ta coi cái tần số tim, thì đối với đầu tiên đến nếu mà có công thức thì đối với trường hợp là nhịp đều thì làm sao biết nhịp đều. Chúng ta lấy một cái tờ giấy, chúng ta đưa một cái tờ giấy nó từ cái đỉnh QRS này tới cái đỉnh QRS thứ hai, thì lúc mà chúng ta lấy cái bút bi á, chúng ta ký hiệu lên hai cái khoảng cách đó và chúng ta dịch chuyển cái tờ giấy đó qua cái QRS thứ hai và thứ ba. Nếu nó trùng giống y như là khoảng từ thứ một thứ hai thì đó là nhịp đều. Khi mà nhịp đều thì chúng ta có thể tính dựa vào công thức, nghĩa là chúng ta lấy 300 chia cho số ô lớn thì sẽ ra cái nhịp tim của bệnh nhân. Ví dụ khoảng cách từ R thứ nhất đến R thứ hai ở đây là một ô lớn, hai ô lớn, ba ô lớn, bốn ô lớn, năm ô lớn. Thì đối với năm ô lớn như vậy chúng ta lấy 300 chia cho năm ô lớn thì nó là được là 60, có nghĩa là cái nhịp của bệnh nhân là 60 lần trên một phút. Còn nếu mà chúng ta không có đo được cái số ô lớn thì chúng ta có thể lấy đo tính toán bằng số ô nhỏ. Bởi vì chúng ta biết một cái ô lớn là nó bằng 5 ô nhỏ, nên là thay vì cái công thức là 300 chia cho số ô lớn thì chúng ta có thể tính bằng cách là 1.500 chia cho số ô nhỏ, cái nào cũng vậy cũng được hết. Thì nghĩa là từ cái R1 này cho đến cái R thứ hai này chúng ta tính những cái số ô nhỏ nhỏ này nè. Nếu mà nó được 27 ô nhỏ thì chúng ta lấy 1.500 chia cho 27 thì chúng ta sẽ được 55 lần trên một phút, có nghĩa là công thức này được dành cho nhịp đều. Còn nếu mà nhịp không đều, thì tất nhiên là chúng ta không thể tính dựa vào công thức được, thì chúng ta sẽ tính bằng cách là gì? Thứ nhất là chúng ta kéo dài đếm trong một phút hoặc đếm trong 30 ô lớn 6 giây thì chúng ta nhân cho 10. Ví dụ như chúng ta tính 30 ô lớn có nghĩa là chúng ta lấy một cái cục điện tâm đồ này, một cái đường điện tâm đồ này, nó có 30 ô lớn. 30 ô lớn thì chúng ta tính cái số đoạn cái số mà QRS hay là những cái đỉnh R này. Nếu mà sau đó chúng ta nhân cho 10, bởi vì chúng ta biết là một ô lớn là 0.2 giây. Một ô lớn là 0.2 giây thì 30 ô lớn nó sẽ là 6 giây. Thì 6 giây đó chúng ta nhân cho 10 sẽ ra tổng số nhịp trong một phút. Ví dụ chúng ta lấy một cái đoạn điện tâm đồ nó có 30 ô lớn, tức là cái đoạn điện tâm đồ này tương ứng với 6 giây. Chúng ta đếm số đoạn R. Nếu mà ở đây chúng ta đếm được tới 9 đỉnh R thì có nghĩa là trong 30 ô lớn đó hay là trong 6 giây mình có được 9 đỉnh, nghĩa là 9 nhịp, thì chúng ta lấy 9 nhân cho 10 thì chúng ta sẽ được 90 nhịp trong một phút. Đó là công thức tính đối với nhịp không đều. Tóm lại đối với nhịp đều thì chúng ta có công thức 300 chia số lớn hay là 1.500 chia số nhỏ. Còn đối với nhịp không đều thì chúng ta phải lấy một cái đoạn 30 ô lớn và chúng ta tính số đỉnh R và sau đó chúng ta nhân cho 10. Rồi thì chúng ta biết cái tần số tim thì đối với nhịp tim bình thường thì nó sẽ là 60 đến 100 lần trên phút. Đối với nhịp nhanh thì chúng ta sẽ thường nó là trên 100 lần trên một phút. Còn đối với nhịp chậm thì trên 60 lần trên một phút. Rồi, bước tiếp theo sau khi tần số tim chúng ta sẽ coi đó là nhịp gì. Bình thường là chúng ta có những cái tế bào phát nhịp, ví dụ như đầu tiên là nút xoang nè. Nút xoang, rồi những cái hệ thống nút ngay tại nút nhĩ thất trong hai chúng ta gọi là nhịp bộ nối. Rồi chúng ta có những cái cơ nhĩ nó cũng có thể phát nhịp, cơ thất nó cũng có thể phát nhịp. Tuy nhiên nút xoang của chúng ta nó phát nhịp là nó đều và nó nhanh nhất, nên là nó gần như là nó chiếm được cái chủ nhịp. Có nghĩa là khi mà nút xoang mà nó phát ra thì nó sẽ giữ cái vị trí, nó sẽ giữ là chủ nhịp và nó lan truyền điện thế đến tất cả các tế bào khác. Thì nên là ở người bình thường chúng ta hay có nhịp gọi là nhịp xoang, thì dựa vào thứ nhất là dựa vào hình dạng sóng B, dựa vào thời gian BR, dựa vào tỷ lệ BQRS và hình dạng QRS mà chúng ta biết nó là cái nhịp gì. Thì đối với cái nhịp xoang là cái nhịp mà thường gặp nhất trên lâm sàng, thì chúng ta thấy cái nút xoang nó nằm ở ngay cái phía cái đỉnh của nhĩ phải này,
Cô nhĩ phải khi mà cái nút xoang nó phát nhịp thì nó sẽ đi theo, nó sẽ dẫn truyền tới cái nút nhĩ thấp và cuối cùng nó sẽ đi theo những cái sợi bục Golgi bó hít sợi Golgi và nó lan truyền đến cái cơ thất để nó tạo nên khử cơ thất. Thì dựa vào cái đường mà đi dựa vào cái đường đi điện thế của nút xoang á, thì chúng ta thấy là gì? Đối với cái nhịp xoang thì chúng ta thấy cái sóng B nó sẽ dương ở D1, A, D2 và AVF, bởi vì chúng ta thấy ha, cái đây những cái trục thì chúng ta thấy cái D1 thì nó đi theo cái đường ngang vậy, D2 thì nó đi theo đúng cái chiều của nút xoang luôn. Nút xoang nó đi từ trên nút xoang đi xuống nút dĩ thấp và nó lan truyền đến cái cơ thất, thì đối với cái D2 thì nó đi gần đúng với cái chiều vector của cái nhịp xoang. Nên là vì vậy chúng ta thấy là gì? Sóng B nó sẽ dương ở D1 nè, D2 và AVF. Và ngược lại chúng ta thấy đối với cái AVR á, thì cái chiều vector của AVR nó thì nó lại đi ngược với cái chiều của nút xoang. Nên chúng ta sẽ thấy được cái B, cái sóng B phở nó âm ở AVR. Và sau mỗi sóng B nó là phức bộ Quiros, thì tất cả những cái tiêu chuẩn này thì chúng ta gọi bệnh nhân này là nhịp xoang. Rồi tóm lại nhịp xoang là gì? Nhịp xoang là tiêu chuẩn là gì? Thứ nhất là có sóng B dương ở D1, D2, AVF và sóng B âm ở AVR và đi sau mỗi sóng B là một phức bộ Quiros. Đó là tiêu chuẩn để chúng ta chẩn đoán bệnh nhân này là có nhịp xoang. Tiếp theo, qua cái nhịp xoang thì chúng ta có nhịp bất thường đó là nhịp nhĩ. Thì thay vì cái sóng B này nó dương ở D1, D2, AVF thì ở D1 này chúng ta thấy cái sóng B này nó âm. Sóng B này nó âm có nghĩa là nó không sóng B này nó âm thì có nghĩa là nó không có đi theo từ cái đường mà từ cái chỗ nút xoang nó đi xuống. Nghĩa là cái vector của nó không trùng với D1 nữa, mà cái vector ở đây là nó có thể là nó có một cái tế bào cơ nhĩ nào đó nó phát nhịp ở đây và nó đi ngược lại so với cái chiều D1 làm cho sóng B âm với D1. Thì thường những cái bất thường như vậy chúng ta gọi đó là cái nhịp nhĩ, có nghĩa là cái nhịp nó xuất phát từ cơ nhĩ và nó làm chủ đạo, nó không phải là nhịp xoang. Còn nếu mà đúng là nhịp xoang chủ đạo thì nó trùng với cái vector của D1, D2, AVF chiều trùng cái đường đi và nó làm cho cái sóng B nó dương ở D1, D2 và AVF. Còn bệnh nhân rung nhĩ thì chúng ta biết là bệnh nhân rung nhĩ thì bệnh nhân sẽ không thấy sóng B mà thay vì đó là sóng F nhỏ lăn tăn và cái Quiros thì nó không có đều. Đây là tiêu chuẩn của rung nhĩ ha, nghĩa là mình không có thấy sóng B và sóng F thì nó nhỏ lăn tăn. Còn ngoại tâm tu thất là một cái nhịp và chúng ta biết là gì? Bình thường là cái sóng B nó đi nó lan truyền qua nút nhĩ thất và nó đi qua bó hít sợi bục Golgi và nó gây khử cự thất và nó tạo nên những cái phức bộ Quiros như thế này. Nghĩa là những cái phức bộ Quiros này là nó được lan truyền rất là nhanh, nó đi theo những cái đường dẫn truyền từ nút xoang tới nút nhĩ thất, từ như nút nhĩ thất theo bó hít sau bục Golgi và nó lan truyền như vậy, nó làm cho Quiros này nó rất là hẹp. Quiros nó rất là hẹp bởi vì nó lan truyền rất là nhanh, nó khử cực nhanh. Tuy nhiên, đối với một số trường hợp thay vì cái khử cực thất đó nó đợi từ cái nút xoang xuống thì nó có một số tế bào cơ thất tự phát nhịp. Một số tế bào cơ thất tự phát nhịp thì mình gọi là những cái ổ mà gọi là ổ ngoại tâm thu thất. Cái đặc điểm của ổ ngoại tâm thu thất này là nó khác biệt cái chỗ nào? Có nghĩa là cái ổ ngoại tâm thu thất này khi mà một cơ thất nó phát nhịp như vậy, nó sẽ không đi theo cái sự bục Golgi và nó lan truyền theo cái gọi là cơ theo cơ, có nghĩa là nó lan truyền theo từ tế bào cơ thất này nó phát nhịp và nó lan truyền điện thế theo kiểu cơ theo cái cơ khác. Nên là cái tốc độ dẫn truyền của nó chậm. Khi nó chậm vậy nó làm cho Quiros rộng. Nên khi mà chúng ta thấy một cái điện tâm đồ mà có những cái Quiros nó rất là hẹp, Quiros rất là hẹp, rất là đều, thì xen lẫn đó nó có một cái Quiros rộng và nó bị biến dạng so với những Quiros mà trước đó, thì chúng ta gọi cái này là một cái ngoại tâm thu thấp. Có nghĩa là ngoại tâm thu thấp đặc điểm của nó là gì? Là thường là Quiros này nó rộng và nó thay đổi hình dạng so với cái Quiros hẹp trước đó. Rồi, tiếp theo chúng ta coi cái trục điện tim, mà trục điện tim chúng ta hay nói là trục trung gian, trục lệch phải, lệch trái vân vân đó, thì chúng ta sẽ coi bằng cách nào? Thứ nhất là chúng ta có thể coi cái D1 AVF là được rồi. Chúng ta thấy là gì? D1 chỉ vector của nó là như cái trục vành này nè, D1 và AVF thì nó đi đi xuống, thì đó là cái chỉ vector.
Nếu mà chúng ta thấy thì có nghĩa là cái vòng tròn này nó chia làm bốn, ví dụ như rơi vào cái ô này thì mình gọi là trục trung gian, rơi vào cái ô này thì chúng ta gọi là trục lệch phải, rơi vào cái phần tư này thì chúng ta gọi là trục lệch trái, và rơi vào cái phần tư cuối thì chúng ta gọi là trục vô định. Thì chúng ta thấy nếu mà cái QRS ở D1 mà nó dương, D1 dương thì nó đi đúng cái chỉ vector này, và cái D1 và cái QRS ở AVF nó dương, thì hai cái này dương thì có nghĩa là QRS nó rơi vào cái ô cái phần tư này, thì chúng ta gọi đây là bệnh nhân này có trục trung gian. Còn nếu mà ở D1 mà nó dương, nghĩa là đi theo đúng cái chỉ vector này, mà QRS ở AVF nó âm, có nghĩa là nó đi ngược lại, nghĩa là đi theo lên cái chỉ vector phía lên, thì chúng ta thấy cái QRS nó rơi vào cái ô gọi là ô lệch trái. Cũng như vậy chúng ta thấy nếu mà AVF nó dương, có nghĩa là bị cái vector nó đi theo cái chiều xuống, và cái D1 nó lại âm, QRS ở D1 nó âm thì nó đi ngược lại, thì nó sẽ rơi vào cái ô phần tư này, thì chúng ta gọi là trục này là trục lệch trái, còn ngược lại là trục vô định. Thì đối với cái bệnh nhân này chúng ta xem ở D1 chúng ta thấy là gì, QRS này tổng lại nó dương. Thứ hai chúng ta thấy là AVF, ở AVF QRS này cũng dương. Thì nếu chúng ta thấy D1 dương, QRS dương ở AVF thì chúng nó rơi vào cái phần tư của trục trung gian, thì chúng ta kết luận bệnh nhân này là trục trung gian. Rồi khi mà khi cái trục bất thường, trục trái trục phải thì chúng ta tìm nguyên nhân ha. Thì ví dụ như bệnh nhân này chúng ta thấy D1 D1 là dương đó, D1 là QRS dương, tuy nhiên ở D ở AVF thì QRS nó lại âm, thì nó lại rơi vào cái ô đây, D1 là dương ha. QRS ở AVF nó âm, cái nó đi ngược chiều với AVF thì nó đi lên phía trên này, thì bệnh nhân này rơi vào cái phần tư này, thì chúng ta gọi phần tư này là trục lệch trái, nên gọi là trục lệch trái. Cũng như vậy chúng ta thấy là gì, D1 ở D1 QRS này nó âm, âm nghĩa là nó đi ngược lại so với cái chiều của D1, và cái AVF này QRS nó dương, nó đi đúng chiều của AVF thì nó rơi vào cái phần tư trong cái vòng tròn, thì nó là trục lệch phải. Rồi sau khi nói bệnh nhân là cái nhịp gì, tần số bao nhiêu, có ngoại tâm thu thất hay không, rồi có ngoại tâm thu thất hay không, trục của bệnh nhân là trục gì, thì sau đó chúng ta sẽ khảo sát từng cái sóng. Thì chúng ta có những cái sóng ha, chúng ta đầu tiên khảo sát sóng B nè, xong tới đoạn BR, xong sóng QRS, xong tới XT và sóng T. Thì đầu tiên ta khảo sát đầu tiên là sóng B. Sóng B thì bởi vì chúng ta thấy nhịp xoang sóng B nó cùng trục, nó cùng chiều với D2, nên là chúng ta nên khảo sát đầu tiên nó ở D2, bởi vì nó cùng cái chiều vector. Thì về khảo sát của một sóng thì chúng ta nói về cái thời gian và biên độ của sóng đó. Ví dụ như là về thời gian thì đối với sóng B thì thường nó là 0.08 đến 0.12 giây. Nếu mà đối với tốc độ ghi như bình thường là 25 mm trên giây thì nó từ 2 ô cho đến 3 ô. Còn về biên độ nó là từ 0.5 cho đến 2 m. Có nghĩa là nó cao từ nửa ô, cao từ nửa ô cho đến 2 ô. Rồi, dựa vào cái sóng B bình thường này mà chúng ta có thể, mà sóng B là chúng ta biết nó là gì? Nó là sóng khử cực nhỉ. Sóng B là sóng khử cực nhỉ, nên là dựa vào sóng B, dựa vào biên độ và thời gian thì chúng ta sẽ coi tập trung là những cái bất thường nào ở nhỉ. Ví dụ đầu tiên là bệnh nhân là bất thường về cái lớn nhĩ trái, thì chúng ta biết là gì, bình thường sóng B là cái sóng nhịp xoang á, nó khởi phát ở nhĩ phải và sau đó sẽ nó lan truyền điện thế theo những cái đường dẫn truyền, thì nó có thể khử, đầu tiên là sóng B nó sẽ khử cực nhĩ phải và sau đó là nó khử cực nhĩ trái. Bình thường là cái chuyện mà bởi vì cái từ bình thường tốc độ nó nhanh nên là khử cực nhĩ phải và nhĩ trái gần như đồng thời, nên chúng ta thấy chỉ có một sóng B mà thôi. Tuy nhiên trong trường hợp cái nhĩ trái nó lớn, tuy nhiên trong trường hợp cái nhĩ trái nó lớn, nhĩ trái nó lớn thì chúng ta thấy là nhĩ trái nó lớn thì chúng ta thấy là gì, cái thời gian khử cực nhĩ trái nó lâu hơn, bởi vì nó lớn nên thời gian khử cực nhĩ trái lớn lâu hơn, nên là vì vậy chúng ta sẽ thấy sóng B nó rộng ra. Ta thấy sóng B nó rộng ra và nó có mô hình hai đỉnh. Với cái đỉnh đầu tiên là khử cực nhĩ phải và cái đỉnh thứ hai là khử cực của nhĩ trái, khử cực nhĩ trái. Nên là tiêu chuẩn của một cái lớn nhĩ trái là gì? Thứ nhất là thời gian sóng B nó rộng, thay vì nó là từ 0.08 đến 0.12 giây thì bây giờ bởi vì nhĩ trái lớn là mất thời gian hơn nên là nó tăng lên thành sóng là không lớn hơn 0.12 giây. Thứ hai là mô hình sóng B thay vì hai cái khử cực nhĩ phải nhĩ trái diễn ra đồng thời nó có một đỉnh thôi, thì bây giờ nó thành là mô hình hai đỉnh
và hai đỉnh này thường nó cách nhau 0.4 giây. Và bình thường chúng ta thấy là gì? Ở V1 là cái nơi mà đặt điện thế giữa phân biệt nhị phá nhị trái nhị phải, thì mình có hai pha, mình có thấy nó có một pha dương và một pha âm. Pha dương là khử cực nhị phải đã xong rồi, pha âm là khử cực nhị trái. Rồi, còn về cái lớn nhĩ phải thì chúng ta thường không có thấy nó rộng vì cái biên độ sóng B, bởi vì cái nút xoan nó khởi phát đầu tiên ở nhĩ phải thì nó cũng sẽ khử cực nhĩ phải trước, nên là sóng B thường nó không có rộng. Nhưng mà tuy nhiên thì nó sẽ lớn vì cái biên độ, lớn về biên độ thì biên độ sóng B mà lớn hơn 2.5 thì chúng ta hay gọi là cái trường hợp là có thể là lớn nhĩ phải. Nên là tóm lại ha, tóm lại đối với cái chuyện mà lớn của nhĩ trái thì thường chúng ta sẽ coi về cái thời gian, còn nếu mà về cái nhĩ phải thường chúng ta sẽ coi về cái biên độ. Rồi. Rồi, sau khi khảo sát sóng B để trả lời là bệnh nhân có lớn nhĩ phải hay lớn nhĩ trái, thì chúng ta tiếp theo chúng ta sẽ coi về cái đoạn BR. Chúng ta coi cái đoạn BR thì đoạn BR, BR là một cái đoạn gọi là khử cực, gọi là thời gian, BR là thời gian từ khử cực nhĩ cho đến khử cực thất. Nếu mà cái thời gian khử cực nhĩ đến khử cực thất nó bị lâu hoặc nó bị gián đoạn, người ta gọi là block nhĩ thất, thì nó thể hiện qua cái đoạn BR. Thì chúng ta tính từ đầu sóng B đến đầu phức bộ QRS. Thì bình thường chúng ta cũng coi D2 thì thời gian từ BR nó là từ 0.12 đến 0.2 giây, có nghĩa là nó từ 3 ô cho đến 5 ô, 3 ô đến 5 ô. Nếu mà nó lớn hơn 0.2 giây, có nghĩa là thời gian BR nó dài hơn, thời gian nó thời gian nó dài hơn, có nghĩa là thời gian mất thời gian từ khử cực nhĩ đến khử cực thất nó lâu hơn, thì người ta gọi là block nhĩ thất. Còn nếu mà thời gian mà nó thấp hơn dưới 0.12 giây thì người ta gọi là hội chứng kích thích sớm. Đây ví dụ như là block nhĩ thất độ 1 thì chúng ta thấy là gì? BR mình tính từ đầu sóng B cho đến đầu QRS nó là 7 ô nhỏ. 7 ô nhỏ, một ô nhỏ là 0.04 giây thì tổng nhân lại thì là 0.28 giây, lớn hơn 0.2 giây thì chúng ta gọi là block nhĩ thất. Còn khi nào block nhĩ thất độ 1, độ 2, độ 3 thì ít bữa này chúng ta sẽ ít bữa nó qua những cái module hay là những khi lớn hơn thì chúng ta sẽ học phân biệt các block nhĩ thất độ 1, độ 2, độ 3. Rồi, sau khi sóng B xong, sóng BR xong, chúng ta qua cái phức bộ QRS. Phức bộ QRS thì chúng ta phải gọi về cái thời gian và biên độ. Về thời gian của QRS nó cũng là 0.08 đến 0.12 giây thì nó cũng khoảng từ 2 ô đến 3 ô. Về biên độ thì chúng ta coi thường nó là nó từ V1 đến V6 nó sẽ tăng dần, sau nó giảm dần và nó chuyển tiếp ở V3 và V4. Vậy thì khi nào nó rộng? Khi nào nó rộng thì chúng ta biết là gì? Cái QRS chúng ta cái QRS thì nó lan truyền bằng cái sợi bực Golgi ha, thì thường là khử cực nhĩ phải và nhĩ trái nó cũng gần gần với, nó nhanh như nhau ha, nó nhanh như nhau, nên là chúng ta thấy cái QRS nó hẹp, là nó hẹp nghĩa là nó từ 0.08 đến 0.12 giây mà thôi. Tuy nhiên một số trường hợp cái nhánh phải hoặc là nhánh trái nó bị block, nếu mà nhánh trái nó bị block á, thì nó sẽ làm cho thời gian khử cực của thất trái nó lâu hơn, thì nó cũng làm cho QRS nó rộng ra. Còn nếu mà bệnh nhân mà block nhánh phải, block nhánh phải thì nó cũng làm cho khử cực của thất phải nó lâu hơn, thì QRS nó cũng sẽ rộng, hoặc là rối loạn giãn trì nội thất. Đó là những nguyên nhân nó làm cho cái QRS nó lớn hơn 0.12 giây. Nên tóm lại, nếu mà bệnh nhân có QRS mà lớn hơn 0.12 giây, hay chúng ta nói là QRS nó rộng, thì chúng ta phải tìm nguyên nhân hay là bệnh nhân này có block nhánh phải, block nhánh trái, hay là có rối loạn giãn trì nội thất hay không. Ví dụ như chúng ta coi một cái tình dạng block nhánh phải thì chúng ta thấy thứ nhất, về nguyên tắc thứ nhất để block nhánh phải thì đầu tiên là QRS nó phải rộng, nó phải lớn hơn 0.12 giây. Bước thứ hai là chúng ta thấy cái dạng RS là phải ở V1, có nghĩa là cái khử cực phải nó chưa xong ha, nó khử cực phải nó chưa xong. Nó ưu thế ha, nó có nghĩa là cái chiều vector nha, chiều vector nó đi về phía bên phải. Thì chúng ta biết mình có hai đại diện là V1 nằm ở bên phải, V6 nằm ở bên trái. Thì cái khi block nhánh phải thì khử cực ở bên phải chưa xong thì cái vector nó sẽ đưa về phía của V1, nó làm cho V1 rất là dương, V1 còn dương. Còn thay vì bình thường là cái trục nó hướng về bên trái là thường là V1 nó âm, nên mà V1 dương và cộng thêm cái QRS lớn 0.12 giây thì chúng ta nói là tình trạng block nhánh phải.
Rồi tương tự với block nhanh trái, thứ nhất là QRS nó rộng, nó lớn hơn 0.12 giây. Thứ hai là cái vector nó hướng về phía bên trái, nghĩa là V1 thì âm mà V6 thì dương. À, thì ở đây chúng ta nói block nhanh trái. Đó là hồi nãy về bất thường thời gian của QRS, là nghĩa là khi nào mà QRS nó rộng thì mình tìm những cái gì. À, thì ở đây chúng ta coi về cái bất thường về biên độ. Biên độ ví dụ như QRS nó cao quá thì chúng ta coi bệnh nhân có lớn thấp phải hay lớn thấp trái hay không. Còn nếu mà biên độ mà QRS nó thấp thì chúng ta coi thử bệnh nhân thành ngực bệnh nhân cái dày hay không, hay là bệnh nhân có tràn dịch màng ngoài tim hay không, làm cho cái biên độ QRS nó thấp. Ví dụ như ở đây là một cái tiêu chuẩn, có nghĩa là QRS nó cao ha. QRS cao mình sẽ coi là tiêu chuẩn của lớn thấp trái có hay không. Để tiêu chuẩn lớn thấp trái hay không, mình coi cái chỉ số Sulukov-Leon, mình lấy SV1, SV1 thay SV1 cộng cho RV5 ha, cộng RV5. Nếu mà nó lớn hơn 35 mm thì mình nói là chỉ số Sulukov-Leon dương tính, hay chúng ta nói là bệnh nhân có lớn thấp trái. Lớn thấp phải thì chúng ta cũng có chỉ số Sulukov-Leon, là chúng ta lấy RV1 cộng SV5 hoặc V6 lớn hơn 11, nghĩa là RV1 ha, chúng ta lấy R của V1 đây. À, chúng ta cộng cho S của V5 và V6. Nếu mà nó lớn hơn 11 thì chúng ta có thể kết luận là bệnh nhân là lớn thấp phải theo tiêu chuẩn của Sulukov-Leon. Còn biên độ thấp nghĩa là biên độ nếu mà nó dưới 5 mm ở chuyến đầu ngoại vi và nó nhỏ hơn 10 ở chuyến đầu trước ngực, thì chúng ta phải coi lại à, bệnh nhân này có thành ngực dày béo phì, hay là bệnh nhân này có cái vấn đề về hay là bệnh nhân này có cái vấn đề về về tràn dịch màng ngoài tim hay không. Rồi, tiếp theo chúng ta đến khoảng QT. Khoảng QT là cái khoảng thời gian mà từ bắt đầu từ sóng Q cho đến sóng T, nó là nó tổng thời gian cả khử cực và tái cực thất luôn. Thì thường cái QT này chúng ta sẽ tính, bởi vì cái QT này nó sẽ thay đổi dựa vào cái nhịp tim. Nếu mà nhịp tim nhanh thì QT nó ngắn, mà nếu nhịp tim chậm thì QT nó sẽ dài. Nên là nếu mà tính chính xác chúng ta phải tính là QT hiệu chỉnh hay là QTC ha, QTC chứ C này là Correct, nghĩa là chúng ta tính QTC hiệu chỉnh. QTC hiệu chỉnh là chúng ta lấy là cái QT thực tế trên cái điện tâm đồ, chúng ta chia cho căn bậc 2 của RR thì chúng ta sẽ ra cái chỉ số là QTC. Nếu mà QTC mà nó nhỏ hơn 0 chấm QTC bình thường á, là nó nhỏ hơn 0.44 giây ở nam, QTC nhỏ hơn 0.46 giây ở nữ. Nếu mà bình thường, nếu mà nó lớn hơn, ví dụ nam nó lớn hơn 0.44 hay nữ mà lớn hơn 0.46 giây, thì chúng ta có thể kết luận là bệnh nhân này có QT dài hay là có hội chứng QT dài, và chúng ta sẽ tìm nguyên nhân vì sao cái sóng QT này nó dài. Bởi vì nếu mà để QT nó dài thì nó sẽ là khởi phát một số rối loạn nhịp nguy hiểm, nhất là những cái rối loạn nhịp thấp cho bệnh nhân. Ví dụ như là bệnh nhân này là QT dài ha, chúng ta tính cụ thể ra thì QT nó sẽ dài, và chúng ta sẽ tìm nguyên nhân vì sao QT nó dài. Có một số thuốc hay là một số bệnh lý làm QT dài, và chúng ta sẽ theo dõi những bệnh nhân này, tránh để bệnh nhân gây ra cái tình trạng rối loạn nhịp thấp. Rồi, sau khi QT chúng ta coi cái đoạn ST ha, bắt đầu từ sóng S cho đến sóng T ha. Nếu bất thường á, nếu bình thường cái đoạn ST này là cái nó thường nó đẳng điện, nếu nó bất thường có nghĩa là ST này nó có thể trên lên hoặc là trên xuống so với đường đẳng điện. Ví dụ chúng ta nhìn đây, ST đẳng điện là ST bình thường. Còn nếu mà chúng ta thấy cái đoạn ST nó trên cao hơn so với đường đẳng điện thì chúng ta gọi là ST trên lên. Còn nếu ST nó trên xuống thấp hơn cái đường đẳng điện thì chúng ta gọi là ST trên xuống. Rồi, cách xác định đoạn ST thì chúng ta làm gì? Đầu tiên chúng ta đường đẳng điện, chúng ta hay coi cái đoạn mà đoạn TB, TB. Thứ hai là chúng ta coi cái điểm G. Điểm G bone là điểm kết thúc của QRS, và chúng ta đo khoảng cách từ điểm G cho đến cái đường đẳng điện, thì chúng ta nói là bệnh nhân này có ST trên lên và trên bao nhiêu mm. Ví dụ như chúng ta coi cái đoạn TB ha, đây gọi là cái đoạn đẳng điện đây. Chúng ta kết thúc cái điểm QRS nó là điểm G ha, từ điểm G mà chúng ta đo tới đường đẳng điện mà nó là 5 mm, thì chúng ta nói là ST trên lên 5 mm so với đường đẳng điện. Rồi, thì trên lâm sàng một số cái ST nó nguy ST nó ảnh hưởng như thế nào trên điện tâm đồ. Nếu mà ST trên lên thường nó gặp trong cái bệnh cảnh là lòng mạch bị tắc hoàn toàn, thì trên cái bệnh nhân mà vành hội cho bệnh mạch vành đó, chúng ta gọi là nhồi máu cơ tim cấp có đoạn ST trên lên. Còn nếu mà ST nó không trên lên mà bệnh nhân rơi vào cái bệnh cảnh hội chứng bệnh cấp thì chúng ta có là hội chứng bệnh cấp
không có đoạn ST trên lên. ST không trên có nghĩa là đồng nghĩa là có thể là ST đẳng điện hoặc là ST trên xuống. À, thì đó là một số bất thường của cái đoạn ST mà chúng ta phải biết. Vậy thì ST trên lên thì nó có tiêu chuẩn như thế nào thì chúng ta mới gọi là nhồi máu cơ tim cấp có đoạn ST trên lên. À, thì chúng ta có tiêu chuẩn, thứ nhất là chúng đầu tiên chúng ta phải coi cái chuyển độ V2 V3. Nếu mà nam dưới 40 tuổi thì ST nó phải trên lên từ 2.5 mm trở lên thì chúng ta mới gọi là nhồi máu cơ tim ST trên lên. Còn nếu mà đối với nam lớn hơn 40 tuổi thì chúng ta phải trên 2. Còn nếu với nữ thì chúng ta trên 1.5 và các chuyển độ khác thì chúng ta chỉ cần 1 trên 1 mm thì chúng ta gọi là bệnh nhân này tiêu chuẩn ST trên lên có ý nghĩa hay là nghi ngờ bệnh nhân này có nhồi máu cơ tim cấp ST trên lên. Rồi, còn ST trên xuống thì thường ST trên xuống mà lớn hơn, chỉ cần ST trên xuống mà lớn hơn 1 mm thì gọi là có ý nghĩa rồi, thì nó có thể là dấu hiệu của thiếu máu cơ tim, của vị đệ thấp hay là của tình trạng ngộ độc digoxin. Rồi, ở đây là bệnh nhân có ST trên xuống, chúng ta có cái đoạn đường đẳng điện đây. Đường đẳng điện ta lấy điểm G, điểm G ngay chỗ này chúng ta kẻ lên chúng ta thấy là nó ST trên xuống lớn hơn 1 mm thì chúng ta có đã gọi nó là gì? Là ST trên xuống có ý nghĩa rồi. Rồi, về sóng T, sóng T thì nó là quá trình tái cực, sóng T là cái sóng tái cực, sóng tái cực thì bình thường chúng ta có sóng T, nó là sóng dương, sóng T nó là sóng dương, thì bình thường thì nó là dương ở D1, D2, V3, V4, V5, V6 và nó âm ở AVR, chúng ta lưu ý thường nó là ở AVR, bởi vì nó ngược chiều vector nên là mình có B âm và thường cũng có sóng T âm, còn lại những cái sóng khác thì thường nó là dương. Rồi. Thì sóng T bình thường thì chúng ta nói là biên độ của nó không quá 5 mm ở chuyển động ngoại vi và không quá 10 mm ở chuyển động trước tim. Thì nếu mà cái sóng T mà nó cao, nghĩa là nó cao hơn 3/4 cái sóng R tương ứng thì thường nó gợi ý của bệnh mạch vành nè, thường gợi ý bệnh nhân tăng kali máu hay là tai biến mạch máu não. Ví dụ như là chúng ta thấy cái sóng T ở ngoại vi, cái sóng T ngoại vi này nó rất là cao và nhọn, thì chúng ta coi thử bệnh nhân này có bệnh có bệnh mạch vành hay không, thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim hay là bệnh nhân có tăng kali máu, thì đó là biểu hiện của sóng T cao. Còn nếu mà sóng T âm á, sóng T âm nó cũng có biểu hiện của thiếu máu cơ tim, thiếu máu cơ tim. Ví dụ như là ở đây chúng ta thấy cái hình dạng này, bình thường là chúng ta nói là T nó dương nhưng mà bây giờ là T nó âm sâu như vậy, thì chúng ta nói bệnh nhân có thể có biểu hiện của thiếu máu cơ tim, của tình trạng hạ kali hay là tình trạng suy giáp. Còn sóng T dương cũng dương đó nhưng mà dương quá cao thì cũng là biểu hiện của thiếu máu cơ tim và đầu nhồi máu cơ tim nè, tăng kali. Còn T âm thì thường nó là cũng là thiếu máu cơ tim nhưng mà nó thường ở lớp nội mạc. Và thứ hai là theo dõi cái tình trạng hạ kali máu. Sóng Q thì bình thường ở cái D2, D3 thì chúng ta cũng có sóng Q. Thì cái Q đó là khử cực vách thì chúng ta hay gọi nó là Q, gọi là Q sinh lý, Q sinh lý. Thì vậy thì một số trường hợp chúng ta có sóng quy bệnh lý, có nghĩa là gặp khi nào? Sóng quy bệnh lý gặp khi mà bệnh nhân có, ví dụ như là bệnh nhân có hoại tử tế bào cơ tim hay là nhồi máu cơ tim cũ nó gây ra sóng quy, mình gọi đó là quy hoại tử hay là quy bệnh lý. Thì quy hoại tử thì hay là quy bệnh lý nó định nghĩa như thế nào? Nhất là khi mà nó sâu hơn 1/4 sóng R, sâu hơn sóng R tương ứng và cái việc cái thời gian nó kéo dài hơn một ô hay là kéo dài hơn 0.04 giây thì chúng ta nói là sóng quy bệnh lý. Thì thường nó gặp trong cái tình trạng là nhồi máu cơ tim cũ hay là sẹo nhồi máu cơ tim, hoặc là nếu mà có trong nhồi máu cơ tim cấp thì thường nó cũng phải muộn nó trên 6 giờ. Đó là hai trường hợp mà chúng ta hay gặp cái sóng quy bệnh lý. Rồi, ví dụ như bệnh nhân này chúng ta thấy là gì? D2, D3, AVF, thay vì cái sóng QRS thì bây giờ nó chỉ có sóng quy mà thôi. Thì lúc này thì chúng ta có thể nói là bệnh nhân này là có thể có nhồi máu cơ tim cũ ở thành dưới. Rồi ví dụ như về thực hành một cái điện tâm đồ này chúng ta đọc ha. Thứ nhất là chúng ta thấy là gì? Đầu tiên là một cái bệnh nhân này, thứ nhất là nhịp gì? Nhịp xoang. Bởi vì chúng ta thấy có cái sóng B ở đây, sóng B ở gì? Ở D2, D3, AVF và B âm AVR, B dương D2, D3, AVF và B âm AVR, nên chúng ta kết luận bệnh nhân này là nhịp xoang. Khi nhịp xoang rồi thì chúng ta sẽ coi thử là bệnh nhân này tần số tim là bao nhiêu. Nhất bệnh nhân này là nhịp đều, chúng ta lấy cái tờ giấy chúng ta đo thì nhất bệnh nhân này là nhịp đều. Thì khi mà nhịp đều thì chúng ta sẽ tính cái tần số tim dựa vào công thức
là 300 chỉ số lớn chúng ta thấy từ R đây, rồi hai cái đỉnh R đây là 1 ô, 2 ô, 3 ô, 4 ô. Như là 4 ô lớn thì chúng ta lấy 300 chia cho 4 thì cái tần số tim của bệnh nhân này là 75 nhịp. Rồi, tiếp theo là chúng ta coi bệnh nhân này có ngoại tâm thu thất không? À, thì nhìn vào bệnh nhân này không có ngoại tâm thu thất. Tiếp theo tôi coi sóng B, à, sóng B bình thường, không có thay đổi về thời gian và biên độ. BR cũng bình thường, QRS. QRS thì có về biên độ và thời gian. Thứ nhất là QRS thì không có QRS rộng, không có block nhánh. Thứ hai là về biên độ thì không có tiêu chuẩn của Solokov-Leon về cái lớn thấp trái hay là lớn thấp phải. Tiếp theo chúng ta coi QT thì đoạn QT nó không có dài. Và tiếp theo tôi coi ST thì nó lại có bất thường, nghĩa là ST trên lên, ST trên lên. Ví dụ như ở đây chúng ta coi ST trên lên gần như là ST trên lên 1 mm ở V1, 5 mm ở V2, 3 mm ở V3, rồi 3 mm ở V4, cũng 3 mm ở V5 và V6. Đó, và tiếp theo là gì? ST cũng trên lên trên 1 mm ở V1, trên lên 2 mm ở VAVL. Thì đây là nó có biểu hiện của ST trên lên rồi. Thì ở đây chúng ta có thể kết luận là bệnh nhân này có nhồi máu cơ tim cấp, ST trên lên. Tiếp theo ta có sóng T, thì sóng T này thì nó lại thay đổi theo cái ST rồi. À, thì nếu mình nhìn vào một cái điện tâm đồ này, chúng ta có thể kết luận là gì? Bệnh nhân này có nhồi máu cơ tim cấp, ST trên lên. Bởi vì nếu mà chúng ta có V2, V3 thì ở đây là V2 là trên 5, trên 5. V3 là cũng là trên 3 mm luôn. Thì chúng ta biết là gì? Ở một bệnh nhân nam mà nếu mà nhỏ hơn 40 tuổi thì chỉ cần trên lên trên 2.5, hoặc nam mà trên 40 tuổi thì trên lên 2, thì hai cái đó là gọi là dương tính rồi, có ý nghĩa rồi. Đó, V2, V3 thì có ý nghĩa. Còn đối với các chuyển độ khác thì nó chỉ cần trên lên trên 1 là có ý nghĩa rồi. À, thì nhìn vào cái điện tâm đồ này chúng ta thấy bệnh nhân này có cái gọi là ST trên lên đều có ý nghĩa hết. Thì ở đây là bệnh nhân có một cái nhồi máu cơ tim cấp có đoạn ST trên lên. Rồi, vậy thì tóm tắt thì cái bài này thì chúng ta nên đọc cái ECG nó đầy đủ ha, để chẩn đoán chính xác và tránh bỏ sót chấn thương. Thì bài này giới thiệu cách cơ bản để chúng ta xác định cái tần số tim như thế nào, nhịp nào, trục, sóng B, đoạn BR, phân bổ S, khoảng QT, đoạn STT và sự hiện diện của sóng quy bệnh lý. Rồi, bài đến đây là hết ha, tụi em có câu hỏi gì hay không? Dạ thầy ơi, em có câu hỏi thầy. Dạ thầy, là hồi nãy chỗ block nhĩ thất là có cái tính chất là cái biên độ, cái độ rộng thì nó sẽ dài dài ra, thì em thấy là trong cái đoạn mà lớn nhĩ trái ấy, thì nó cũng do lớn nhĩ trái thì cái đoạn B nó cũng bị dài ra, thì nó có liên quan gì giữa hai cái phần đó không thầy? Tại vì đoạn BR thì nó cũng sẽ có tính thêm cái đoạn B trong đó nữa. Rồi, thì nếu mà cái tình trạng mà lớn nhĩ trái nó làm cho sóng B quá rộng, và nó ảnh hưởng đến cái chuyện mà dẫn truyền tới cái thất á, thì nó làm cho, nghĩa là làm cho BR nó rộng ra, thì mình vẫn có thể nói là bệnh nhân có block nhĩ thất đi kèm. Hiểu không? Ví dụ như là nghĩa là cái thời gian mà khử cực nhĩ nó quá lâu ha, khử cực nhĩ nó quá lâu rồi xong ảnh hưởng đến cái tình trạng mà cái đường đi dẫn truyền từ nhĩ tới thất mà nó làm cho đủ cái tiêu chuẩn của BR nó trên 0.2 giây, thì chúng ta có thể vừa kết luận là bệnh nhân này có tình trạng là lớn nhĩ trái, thứ hai là bệnh nhân này vừa có cái tình trạng block nhĩ thất luôn. Dạ em cảm ơn thầy. Dạ thầy ơi, thầy cho em hỏi là cái phần nội dung X quang với lại cái phần ECG này thầy dạy là tụi em sẽ thi vào cuối kỳ hay là sẽ thi riêng một cái phần nào khác nữa? Thì thường nó sẽ thi trong cái phần kỹ năng ha, thi phần kỹ năng ví dụ như đưa một cái điện tâm đồ mình đọc mình phân tích ha. Thứ hai là mình đưa một cái phim, có thể là mình tùy cái điều phối viên đến hỏi điều phối viên bên em á, là mình sẽ thi luôn trong cái đợt này hay là mình sẽ thi dồn lại một lần mình thi, hay là mình thi riêng từng phần, ví dụ như mình thi X quang riêng hay là mình thi điện tâm đồ riêng, để anh hỏi lại cái điều phối viên. Còn nếu mà mình sẽ thi trong cái đợt này thì chắc là sẽ hẹn trong cái đợt này, hẹn buổi nào đó để mình thi luôn hai kỹ năng này. Cảm ơn. Nhưng mà trước đó cũng phải gửi bài cho tụi em đọc phải không?
Dạ thầy cho em hỏi lại bài X quang hồi nãy là cái chỗ chỉ số bóng tim lồng ngực là nó bình thường là nhỏ hơn 0,5, vậy là nó có cái giới hạn nhỏ nhất là bao nhiêu thầy? Tức là nhỏ quá thì nó có bất thường không? À, cái nhỏ nhất đó thì mình không có giới hạn, mình không có nói nha. Thường mình chỉ có gặp cái trường hợp nhỏ, nghĩa là cái thường là cái bóng tim hình giọt nước trên cái bệnh lý CBD đó, nó làm cho nó chèn ép, nó làm cho cái trái tim nó nhìn giống y như là nhỏ thôi, chứ còn lại mình không có cái giới hạn dưới em. Dạ em cảm ơn thầy. Dạ thầy ơi, bình thường là cái V1 với V2 là âm, còn V3 đến V6 là dương đó thầy. Thì mình xác định như thế nào thầy? Cái nào em cứ quy rf đó hả? Dạ cái V trong phúc bộ QRS đó thầy. Cái B hay là cái Q hay hay là cái QRS, cái nào cái nào? Cái V đó thầy, từ V1 tới V6 thì có V1 với V2 đó là cái phúc bộ QRS thì nó sẽ âm đó, còn từ 3 tới 6 đó, nó sẽ dương đó. Thì cái đó nó ý nghĩa hay là cái kiểu để mình hiểu đó thầy là nó như thế nào? À thì chúng ta thấy nè, bình thường là cái vector, chúng ta thấy không, bình thường là cái vector cử cực á, cái vector cử cực nó cũng đi theo cái chiều mà nó đi theo cái chiều mà trên cái hình đó, hình tròn em thấy chưa, cái vector nó cũng đi theo cái chiều của tim nè. Thì bình thường là khi vector nó đi theo cái chiều này thì chúng ta thấy là cái V1 với V2 nó gần như là nó đi ngược chiều cái vector, nó ngược chiều vector, nó nằm phía bên phải cái vector, thì thường nó sẽ âm ở V1 V2, bắt đầu qua V3, V4, V3, V4 mình gọi là chuyển tiếp, có nghĩa là có thể là V1 nó âm sâu hơn, đó V2 nó ít âm hơn, V3 nó gần như bằng nhau, V4 bắt đầu nó dương lại. Còn tiếp theo qua V5, V6, V5, V6 thì lúc đó cái chiều vector của tim á, chiều vector của tim nó trùng với là V5, V6 nên là nó sẽ dương ở V5, V6. Vậy thì mục đích nó làm gì? Mục đích là chúng ta coi cái chiều vector của tim. Nếu mà vector của tim mà nó đang âm ở V1, V2 bây giờ, V1, V2 nó lại thành dương, nghĩa là vector nó đi ngược lại so với bình thường, nghĩa là vector nó đi là cái hướng này à, thì coi lại một số nguyên nhân là nó làm cho vector thay vì nó đang về bên trái mà nó dịch chuyển lại sang bên phải, ví dụ như là block nhánh phải nè, lớn thất phải nè, hay là một số nguyên nhân nó làm cho vector dịch chuyển về bên phải, thì chúng ta sẽ tìm những nguyên nhân như vậy. Dạ em cảm ơn thầy. Rồi các em có câu hỏi gì nữa không? Rồi, nếu chúng ta không có hỏi gì nữa thì chúng ta sẽ kết thúc bài học ở đây ha. Rồi, còn cái chuyện thi anh sẽ hỏi lại điều phối viên. Với là cái bữa thứ sáu là cái bữa mình học BBL á. Có bạn BBL á, thì có cái bạn nhóm của bác sĩ Ánh á. Bác sĩ Ánh thì cái nhóm trưởng là, anh gọi nhóm trưởng là ai đây? Nhóm trưởng của bác sĩ Ánh đó là bạn Nguyễn Ngô Thục. Có bạn Nguyễn Ngô Thục ở đây không em? Có Ừ, thì cái bữa thứ sáu đó là nhóm em học chung với nhóm 8 luôn nha. Nhóm 8 là anh phụ trách á, thầy phụ trách á, thì em học chung luôn nha. Bởi vì bác sĩ Ánh có việc bận nên là mình sẽ dạy, anh em thầy sẽ dạy luôn cái BBL, cái hai nhóm luôn, nghĩa là nhóm 6 và nhóm 8. À, em yeah. nghe rồi. À,
Có nghĩa là cái bữa đó là em di chuyển ha, em di chuyển qua group của nhóm 8 á, để có gì mình sẽ học BBA bên đó luôn. Dạ. Rồi, vậy ha. Dạ em Rồi. luôn. Rồi bài hôm nay kết thúc ha. Rồi, chào các em.